Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Vậy nên ta nói rằng, các trưởng của Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel hãy nghe. Há chẳng phải các ngươi nên biết sự công nghĩa sao? Vả, các ngươi ghét điều lành, ưa điều dữ, lột da của những kẻ này và róc thịt trên xương chúng nó. Các ngươi ăn thịt của dân ta, lột lấy da và bẻ lấy xương, xé ra từng mảnh như sắm cho nồi, như là thịt ở trong chảo. Bây giờ, chúng nó sẽ kêu cùng Đức Giê-hô-va, nhưng Ngài không trả lời. Phải, Ngài sẽ giấu mặt khỏi chúng nó trong lúc ấy, theo như những việc dữ chúng đã làm. Này là lời Đức Giê-hô-va phán ra về các kẻ tiên tri làm lầm lạc dân ta, là kẻ cắn bằng răng mình và rao rằng, bình an, và nếu ai không cho vật gì vào miệng chúng nó, thì sửa soạn sự chiến tranh nghịch cùng nó. Vì cớ đó, ban đêm sẽ ở trên các ngươi mà không có sự hiện thấy. Các ngươi sẽ ở trong tối tăm mà không nói tiên tri. Mặt trời sẽ lặn trên các tiên tri đó và ban ngày sẽ tối đi chung quanh họ. Những kẻ tiên kiến sẽ phải xấu hổ và những kẻ tiên tri sẽ bị nhốt nha. Hết thảy đều che môi lại vì chẳng được lời đáp nào của Đức Chúa Trời. Nhưng ta được đầy dẫy sức mạnh, sự xét đoán và lòng bạo dạn bởi thần của Đức Giê-hô-va để rao ra cho Gia-cốp về sự phạm pháp nó, cho Israel về tội lỗi nó. Hỡi các trưởng của nhà Gia-cốp và các ngươi là kẻ cai trị nhà Israel, hãy nghe điều này. Các ngươi gớm sự chính trực và làm bại hoại sự bằng phẳng. Các ngươi lấy huyết xây thành Si-ôn và lấy sự gian ác xây thành Giê-ru-sa-lem. Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc. Rồi chúng nó nương cậy Đức Giê-hô-va mà rằng, Đức Giê-hô-va há chẳng ở giữa chúng ta sao? Tai vạ sẽ chẳng đến trên chúng ta. Vậy nên, vì cớ các ngươi, Si-ôn sẽ bị cày như ruộng, Giê-ru-sa-lem sẽ trở nên đống đổ nát, và núi của nhà sẽ trở nên như nơi cao trong rừng. Chương 4. Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Đức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chạy về đó và nhiều nước sẽ đi đến đó mà rằng, hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô-va, nơi nhà của Đức Chúa Trời Gia-cốp. Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Đức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem. Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa, và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác và cũng không tập sự chiến tranh nữa. Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ, vì miệng Đức Giê-hô-va vạn quân đã phán. Mọi dân tộc, ai nấy bước theo danh của thần mình, và chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng. Đức Giê-hô-va phán, trong ngày đó ta sẽ nhóm kẻ què lại và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu. Rồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót và kẻ bị bỏ làm nước mạnh. Đức Giê-hô-va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi Si-ôn từ bây giờ đến đời đời. Còn ngươi là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem sẽ đến cùng ngươi. Nhưng bây giờ làm sao ngươi trỗi tiếng kêu la như vậy? Giữa ngươi há không có vua sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết nên ngươi bị quặn thắt như đàn bà sinh đẻ? Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn khó nhọc để sinh ra như đàn bà sinh đẻ, vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Babylon. Nhưng ở đó ngươi sẽ được giải cứu,
ấy là tại đó mà Đức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi. Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi nói rằng, nguyền cho nó bị uế tục và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Si-ôn. Song chúng nó không biết ý tưởng Đức Giê-hô-va, không hiểu mưu của Ngài, vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đạp lúa. Vậy hỡi con gái Si-ôn, hãy trỗi dậy, khá dài đạp, vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng. Ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Đức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất. Vậy hỡi nữ đội, bây giờ hãy nhóm đội ngũ ngươi. Người đã vây hãm chúng ta, người ta lấy roi đánh trên má quan xét của Israel. Chương 5. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Juda là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Vậy nên Ngài sẽ phó chúng nó cho đến lúc người đàn bà phải sinh đẻ đã sinh đẻ, và kẻ sót lại của anh em Ngài sẽ trở về với con cái Israel. Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức Giê-hô-va với oai vọng của danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình mà chăn bầy của mình, và chúng nó sẽ ở yên, vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất. Ấy chính Ngài sẽ làm sự bình an của chúng ta. Khi người Assyri sẽ đến trong đất chúng ta và dày đạp trong cung đền chúng ta, thì chúng ta sẽ dấy lên 7 kẻ chăn và 8 quan trưởng của dân mà nghịch lại nó. Họ sẽ dùng gươm hủy phá đất Assyri và các cửa của đất Nimrod, và Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi người Assyri khi nó sẽ vào đất chúng ta và dày đạp trong bờ cõi chúng ta. Phần sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dân, như giọt móc đến từ Đức Giê-hô-va, như mưa nhỏ sa xuống trên cỏ, chẳng đợi người ta và không mong gì ở con trai loài người. Phần sót lại của Gia-cốp cũng sẽ ở giữa các nước và ở giữa nhiều dân, như sư tử ở giữa những thú rừng và như sư tử con ở giữa các bầy chiên. Khi nó đi qua thì chà đạp và cắn xé, không ai cứu được hết. Nguyền tay Chúa dấy lên trên những kẻ cừu địch Ngài, và những kẻ thù Ngài bị trừ diệt. Đức Giê-hô-va phán: xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cất hết những ngựa ngươi khỏi giữa ngươi và diệt hết xe ngươi. Ta sẽ trừ hết các thành của đất ngươi và sẽ phá đổ mọi đồn lũy ngươi. Ta sẽ cất bỏ đồng bóng khỏi tay ngươi, và ngươi sẽ không có những thầy bói nữa. Ta sẽ làm cho tiệt những tượng chạm và trụ tượng khỏi giữa ngươi. Ngươi sẽ không còn quỳ lại trước công việc của tay mình làm ra. Ta sẽ nhổ tượng ác tặc tê khỏi giữa ngươi và hủy diệt các thành ngươi. Ta sẽ làm sự báo thù ra trên những nước không nghe theo ta, trong cơn ta nổi giận và căm tức. Chương 11. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: bạn ơi, cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng: đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dầu người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng?
hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng, hay là xin trứng mà cho bọ cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài? Đức Chúa Giê-xu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Bê-in-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng, nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự chia rẽ nhau thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ 7 quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đức Chúa Giê-xu đương phán những điều ấy. Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng, phước cho dạ đã mang Ngài và vú đã cho Ngài bú. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Giô-na. Vì Giô-na là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn, mà này, ở đây có đấng hơn Jonah. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên chân đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sỏi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng. Song nếu mắt ngươi xấu thì thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻ sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho người vậy. Đức Chúa Giê-xu đương phán, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ. Hỡi kẻ dạ dột, đấng đã làm nên bề ngoài há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết.
Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ứng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Sa-cha-ri, đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết. Chính mình không vào, mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn đa sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Chương 12. Khi ấy, dân chúng nhóm lại kể hàng ngàn người, đến nỗi giày đạp nhau. Đức Chúa Giê-xu mới trước hết phán cùng môn đồ rằng: Hãy giữ về men của người Pha-ri-si là sự giả hình. Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết. Vậy nên, mọi điều mà các ngươi đã nói nơi tối sẽ nghe ra nơi sáng, mọi điều mà các ngươi đã nói vào lỗ tai trong buồng kín sẽ giảng ra trên mái nhà. Ta nói cùng các ngươi là bạn hữu ta, đừng sợ kẻ giết xác rồi sau không làm gì được nữa. Song ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ ai: phải sợ đấng khi đã giết rồi có quyền bỏ xuống địa ngục. Phải, ta nói cùng các ngươi, ấy là đấng các ngươi phải sợ. Người ta há chẳng bán 5 con chim sẻ giá 2 đồng tiền sao? Nhưng Đức Chúa Trời không quên một con nào hết. Dầu đến tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Đừng sợ chi, vì các ngươi trọng hơn nhiều chim sẻ. Ta nói cùng các ngươi, ai sẽ xưng ta trước mặt thiên hạ thì có người cũng sẽ xưng họ trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Nhưng ai chối ta trước mặt thiên hạ thì họ sẽ bị chối trước mặt thiên sứ của Đức Chúa Trời. Ai nói nghịch cùng con người thì sẽ được tha, song kẻ nói lộng ngôn phạm đến Đức Thánh Linh thì không được tha đâu. Khi người ta đem các ngươi đến nhà hội trước mặt quan án và quan cai trị, thì chớ lo về nói cách nào để binh vực mình hoặc nói lời gì, bởi vì chính giờ đó Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những lời phải nói. Bây giờ một người giữa dân chúng thưa rằng: Thưa thầy, xin biểu anh tôi chia gia tài cho tôi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi người kia, ai đặt ta làm quan xử kiện hay là chia của cho các ngươi? Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng: Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này: Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói: Này, việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó, rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng: Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại. Vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc. Hãy xem con quả, nó không gieo, không gặt,
cũng không có hầm vựa kho tàng chi, mà Đức Chúa Trời còn nuôi nó, huống chi các ngươi quý hơn chim chóc là dường nào. Có ai trong các ngươi lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không? Vậy nếu đến việc rất nhỏ các ngươi cũng không có thể được, sao các ngươi lo việc khác? Hãy xem hoa huệ mọc lên thế nào, nó chẳng làm khó nhọc cũng không kéo chỉ. Song ta phán cùng các ngươi, dầu vua Salomon sang trọng đến đâu cũng không được mặc áo như một hoa nào trong giống ấy. Hỡi kẻ ít đức tin, nếu loài cỏ ngoài đồng là loài nay sống mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho mặc thể ấy, huống chi là các ngươi. Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng, vì mọi sự đó các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi. Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm. Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi, vì cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng. Hãy bán gia tài mình mà bố thí, hãy sắm cho mình túi không hư và của báu không hề hao kém ở trên trời, là nơi kẻ trộm không đến gần, sâu mọt không làm hư nát. Vì của báu các ngươi ở đâu thì lòng cũng ở đó. Lưng các ngươi phải thắt lại, đèn các ngươi phải thắp lên. Hãy làm như người chờ đợi chủ mình ở tiệc cưới về, để lúc chủ đến gõ cửa thì liền mở. Phước cho những đầy tớ ấy khi chủ về thấy họ thức canh. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ thắt lưng mình, cho đầy tớ ngồi bàn mình và đến hầu việc họ. Hoặc canh hai, canh ba chủ trở về, nếu thấy đầy tớ như vậy thì phước cho họ. Hãy biết rõ, nếu chủ nhà hay kẻ trộm đến giờ nào thì sẽ tỉnh thức, chẳng để cho nó đào ngạch nhà đâu. Các ngươi cũng vậy, hãy trực cho sẵn sàng, vì con người sẽ đến trong giờ các ngươi không ngờ. Vierre bèn thưa ngài rằng: Lạy Chúa, thí dụ này Chúa phán cho chúng tôi hay là cũng cho mọi người? Chúa đáp rằng: Ai là người quản gia ngay thật khôn ngoan, chủ nhà đặt coi cả người nhà mình, để đến dịp tiện phát lương phạn cho họ? Phước cho đầy tớ ấy khi chủ nhà về thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ cho nó quản lý cả gia tài mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy tự nghĩ rằng: Chủ ta chậm đến, rồi cứ đánh đập đầy tớ trai và gái ăn uống say sưa, thì chủ nó sẽ đến trong ngày nó không về và giờ nó không biết, lấy roi đánh xé da nó và để cho nó đồng số phận với kẻ bất trung. Đầy tớ này đã biết ý chủ mình mà không sửa soạn sẵn và không theo ý ấy thì sẽ bị đòn nghiêm. Song đầy tớ không biết ý chủ mà làm việc đáng phạt thì bị đòn ít. Vì ai đã được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều, và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Ta đã đến quăng lửa xuống đất, nếu cháy lên rồi ta còn ước ao chi nữa? Có một phép bắp têm mà ta phải chịu, ta đau đớn biết bao cho đến chừng nào phép ấy được hoàn thành. Các ngươi tưởng ta đến đem sự bình an cho thế gian sao? Ta nói cùng các ngươi, không, nhưng thà đem sự phân rẽ. Vì từ nay về sau, nếu 5 người ở chung một nhà thì sẽ phân ly nhau, 3 người nghịch cùng 2, 2 người nghịch cùng 3. Cha nghịch cùng con trai nghịch cùng cha, mẹ nghịch cùng con gái nghịch cùng mẹ, bà gia nghịch cùng dâu, dâu nghịch cùng bà gia. Ngài lại phán cùng đoàn dân rằng: Khi các ngươi thấy đám mây nổi lên phương Tây, liền nói rằng sẽ có mưa, thì quả có vậy. Lại khi gió nam thổi, các ngươi nói rằng sẽ nóng nực, thì quả có vậy. Hỡi kẻ giả hình, các ngươi biết phân biệt khí sắc của trời đất, vậy sao không biết phân biệt thời này? Lại sao các ngươi cũng không tự mình xét đoán điều gì là công bình? Vậy khi ngươi đi với kẻ kiện mình đến trước mặt quan tòa, dọc đường hãy gắng sức giải hòa cùng họ, e họ kéo ngươi đến trước mặt quan án, quan án giao cho thầy đội rồi bỏ tù ngươi chăng? Ta nói cùng ngươi, ngươi trả còn thiếu một đồng tiền thì không ra khỏi tù được. Thi Thiên 120. Trong cơn gian truân, tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va, Ngài bèn đáp lời tôi.
Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá, khỏi lưỡi phỉnh gạt. Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi, thêm cho ngươi điều gì nữa? Ắt là tên nhọn của giọng sĩ và than đỏ hực của cây duyên giếng. Khốn nạn cho tôi vì tôi ngủ trong mê siết và ở dưới các trại kê đa. Lâu lắm, linh hồn tôi chung ở với kẻ ghét sự hòa bình. Tôi muốn sự hòa bình, nhưng khi tôi nói đến, chúng nó bèn muốn sự giặc giả. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.